chào cô chú anh chị. Thì hôm nay thì em đến dãy nhà trọ ở bên Hóc Môn, thì có một gia đình, thì hai em thì tuổi cũng khoảng hai mấy tuổi, thì mấy nay cũng gọi điện thoại em cũng nhờ sự giúp đỡ, vì hai vợ chồng thì cũng vợ thì cũng đang có bầu, cũng sắp sanh rồi. Thì hiện tại thì dịch bệnh thì hai vợ chồng cũng không có làm gì để mà có tiền, như mấy ngày nay thì cũng không còn tiền trong người nữa. Thì hồi nãy thì em tới đây thì em cũng đã vào nói chuyện với hai em rồi, thì hai em cũng có tâm sự, thì tâm sự sơ sơ thôi. Rồi em nói là hai em ngồi ở đây để mà sẽ chia sẻ với cô chú anh chị. Anh chào hai em. Thì hai em có thể là giới thiệu về mình không, tên mình đó. Dạ, em tên Nguyễn Quốc Thắng. Là mình quê đâu em? Dạ, quê Đồng Tháp. Còn em? Quê An Giang. Thì anh biết á, thì chồng của em á là Thắng có gọi điện thoại anh cũng mấy hôm nay rồi, nhưng do anh cũng có việc cũng bận nên anh cũng hôm nay thì anh mới tới đây được. Thì nghe Thắng có chia sẻ là Thắng cũng đang giống như là hai vợ chồng em đang gặp khó khăn, thì em thì cũng sắp sanh, thì đang thuê nhà, và mấy ngày nay thì cả mấy tháng nay thì không có làm gì hết, thì cũng trong người thì cũng cạn kiệt tiền rồi. Thì anh đến đây để mà anh ghi nhận lại hình ảnh này. Thì em Thắng, thì từ hồi bữa giờ là trước dịch đó là mình làm công việc gì Thắng? Nhà da. Là mức lương mình ổn không em? Dạ, trung bình ổn. Ổn. Rồi em làm bên việc gì? Dạ, da là hai vợ chồng làm chung khâu hả? Rồi trước đó là khi mà mới đầu dịch đó thì mình cái cuộc sống mình như thế nào em? Dạ, cũng chân là ổn, tại vì hai vợ chồng cũng để dành để tiền để sanh. Thì cũng để dành được 2-3 triệu gì đó. Em nghĩ là đến lúc sanh thì nếu mà em còn làm thì kinh tế em có thể là đủ sanh, nhưng mà trong thời gian này dịch quá thì cái tiền để dành của hai vợ chồng em cũng đã hết. Rồi cái dịch mà kéo dài vậy, rồi hai vợ chồng cứ là lấy cái tiền đó chi vào những cái khoản sinh hoạt cũng như là đồ ăn uống hết. Rồi lúc mà hết tiền rồi thì không biết là ở cái khu của mình á là có được chính quyền giúp mình không ha? Từ bữa giờ á. Dạ, cách đây một tháng thì có cho 5 ký gạo. Với hôm qua thì cho em được chục trứng với vài củ khoai lang. Và từ bữa giờ cũng như là bên mà chính quyền cấp gì thì mình ăn cái đó. Dạ. Chứ mình cũng không còn tiền để xài hay sao? Dạ. Bây giờ trong người mình còn tiền không? Dạ, em còn được 70.000. Em cũng không biết sao nữa anh, bây giờ em chống chọi không nổi nữa, giờ em cố gắng rồi. Giờ hai vợ chồng không còn khả năng để đồng tự. Anh biết là bản thân em là một người cha sắp chào đón một thành viên mới, thì trong cái lúc mà khó khăn như thế này thì cái điều mà em suy nghĩ và điều em lo lắng nhất là gì? Dạ, em muốn được sự trợ giúp của một mạnh thường quân. Cũng như là giúp em để mà em vượt qua khó khăn để như mà em vững tin đón thành viên mới của em. Em là em với vợ em là có mấy người con rồi? Dạ, đứa đầu tiên rồi. Đầu tiên. Dạ. Là chắc mình cũng kết hôn lâu hả? Dạ, kết hôn mới đây. Cái phòng này là hôm bữa em nói mướn nhiêu qua? Dạ, 600, tiền điện nước mới chạy ra 1 triệu. Vì tính ra tiền phòng điện nước là già, hai cái cũng ngang nhau. Rồi bữa giờ rồi mình ăn uống thì sao rồi? Dạ, cũng trứng với mì thôi, với cá mòi. Của ủy ban người ta cho ăn đến giờ thì cũng hết.
Rồi lỡ ngày mai mốt mình ăn hết rồi sao? Dạ không biết sao chứ mong mạnh thường quân giúp đỡ em vượt qua khó khăn. Cái điều mà mong muốn cái sự giúp đỡ của em là cái điều gì, em có thể chia sẻ không? Em giúp em được phần nào thì hay phần đó, chứ giờ em không dám đòi hỏi. Cũng như giờ là mình khó khăn quá rồi, bây giờ có gì là giúp đỡ cũng được đúng không? Vậy tí anh giúp em ký gạo được không? Được không? Được, được. Được không? Còn anh chào em gái nha. Thì anh thấy là chồng em thì cũng rất là thương em, cũng như là thương thương con lắm, thì cũng nhiều lần gọi điện thoại, cũng nhắn tin anh hỏi anh ơi anh có qua giúp cho em không, em cũng khổ lắm. Thì bây giờ là anh biết là em sắp sanh rồi, với giống như một người mẹ mà trong lúc mà đang gặp khó khăn như thế này, thì cái điều mà em suy nghĩ trong đầu là cái điều gì em? Ừ thì hôm nay thì anh đến tới đây thì cũng như là hai em có chia sẻ, thì anh cũng là sẽ xin phép tất cả cô chú anh chị mạnh thường quân, thì anh sẽ trích cái số tiền là 2 triệu đồng để mà gửi cho các em, để mà mong rằng cái số tiền này để mà các em vượt qua cái khó khăn. Thì anh xin gửi em 2 triệu đồng. Cảm ơn Hoàng Hùng Quân đã giúp đỡ hai vợ chồng em trong lúc khó khăn. Em cũng cảm ơn Mạnh Hùng Quân đã giúp đỡ hai chồng em lúc khó khăn. Hôm nay anh tới đây thì anh mà trao tiền gì, em có nghĩ là hôm nay anh tới đây anh có tặng tiền các em không? Dạ không, anh chỉ nghĩ là anh giúp lương thực để hai vợ chồng em sống qua ngày. Tại vì anh cũng biết đó là hiện tại dịch bệnh thì lương thực thì nó cũng cần và tiền cũng cần, nhưng mà bây giờ là mình giống như là hai vợ chồng em thì cũng đang mà sắp chào đón một thành viên mới, và cũng rất là cần tiền để mà mình có thể là mua các loại mà đồ đạc cho con mình hay gì đó, cũng như là cũng như là để dành tiền để mà cho vợ em để mà về quê sanh đó. Nếu mà dịch hết sớm thì anh hy vọng rằng cái số tiền này sẽ giúp tụi em trang trải, cũng như là mình về quê mình sanh. Rồi sau khi mà mình cầm số tiền này thì mình trong đầu mình sẽ tính như thế nào Thắng Dạ em cứ để dành số tiền này để khi vợ em sanh thì sẽ dùng tới. ha? Rồi tiền phòng thì sao? Dạ tiền phòng thì em có thể năn nỉ người ta cứu lại được, chứ giờ vợ em sanh không thể cứu tiền được. Là hai vợ chồng hồi trước thì cũng làm đây lâu rồi Dạ lâu rồi. hả? Mình làm đây được mấy năm rồi? Dạ công ty em làm được ba mấy bốn năm rồi. Là mình cũng có ký hợp đồng, cũng có bảo hiểm đàng hoàng em hả? Dạ em không có bảo hiểm. Hai chồng không bảo hiểm luôn hả? Dạ chỉ có vợ không có bảo hiểm. Ủa sao mà hai hai vợ chồng chung mà một người có bảo hiểm một người không có bảo hiểm ha? Con không vô à? Em không vô hả? Rồi bữa nay bữa 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 nay bữa nay ăn cơm gì nè? Hôm qua có chú kia cho em miếng thịt em kho ăn cơm. Cũng như là trong trong xóm cũng chia sẻ nhau. Thật sự trong mùa dịch này mà trong xóm mà chia sẻ nhau thật sự rất là quý luôn á. Tại vì hiện tại tình hình chung là ai cũng gặp khó khăn á. Với một phần là mình đi làm thì có thể là mình nhịn mình chống dịch trong trong một tháng đầu được, còn nhiều người giàu có thì người ta giờ cho dù năm người ta cũng không bao giờ đói đâu, còn những người mà đi những người mà công nhân mà đi làm á ở trọ thì thật sự kéo dài 3 4 tháng 2 3 tháng thì thật sự đó là một vấn đề luôn á. Ở Sài Gòn thì cũng rất là nhiều người phải vì cái chuyện cơm áo gạo tiền nó phải đi ra đường mà sống luôn á. Thì thôi thì anh cũng hy vọng rằng cái số tiền này sẽ giúp đỡ cho các em vượt qua khó khăn nha. Và quên nữa Thắng này, thì với bản thân em là một người mà sắp chào đón một thành viên mới trong gia đình đó, thì lúc mà em không có tiền bạc thì
những lúc mà em chợp mắt thì cái điều đầu tiên trong đầu em nó hiện lên là cái gì? Đến lúc khó khăn này thì em mới nghĩ đến anh là nhờ sự trợ giúp của anh. Không, giống như là những lúc mà em khó khăn trước đó em không biết anh thì em suy nghĩ gì? Em không biết làm sao. Là giống như là mình đang nằm trong cái dòng gọi là bế tắc đó hả? Dạ. Rồi lúc đó hai vợ chồng buồn bã luôn không? Em động viên vợ em không để vợ em buồn. Giống như giờ nè, giờ vợ em buồn rồi em mà động như thế nào, nhưng mà lúc mà khó khăn nè, giống như là em mà động viên sao, biết đâu mà cái động viên của em sẽ giúp các bạn chặn tuổi em đang gặp khó khăn mà có thể là động viên nhau. Có khi em tạo tiếng cười cho vợ em, nhiều khi ăn khó khăn mình giảm cho vợ mình vui, không có mình buồn. Mà mặc dù là hai vợ chồng cũng suy nghĩ rất là nhiều điều trang trải cuộc sống không? Mình không biết làm sao để mà mình có được tiền nữa hả? Dạ. Anh sẵn đây thì anh cũng chúc hai vợ chồng em sức khỏe nha. Dạ. Thì hai giống như anh em mình cũng có duyên thì anh mới tới đây. Mấy ngày nay thì anh cũng việc nhiều quá nên anh cũng không có đi qua sớm được. Dạ thì em cũng xin phép lại cái video tại đây. Thì em kính chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Thì Thắng ơi, thì trước khi kết thúc video thì em có những cái lời nào gửi đến các cô chú anh chị cũng như các mạnh thường quân không em? Dạ, em cảm ơn mạnh thường quân và cô chú anh chị đã giúp đỡ em trong hoàn cảnh khó khăn này. Chúc cô chú anh chị luôn dồi dào sức khỏe. Còn em? Chúc mạnh thường quân các anh chị may mắn.